Xin chào cả nhà của Khang nha. Thì trong video ngày hôm nay thì Khang sẽ lên cho anh em một con đồng hồ quốc dân của dòng Hublot ha. Thì đây là một em size 42. Đó, em này là lướt nha mọi người. Lướt năm 2022. Thì em này có thêm một option gọi là vành kim cương thiên nhiên, cực kỳ sáng luôn. Đó, em này có size 42 nha, dành cho anh em nam giới chúng ta. Đó, em này là mặt đen, dây da phối với dây cao su. Phối mặt dưới là cao su ha. Đó, tuy là hàng lướt nhưng mà sợi dây nhìn còn rất là chất nha. Cái đường vân trên cái sợi dây này rất là đẹp nè. Đó, này thấy chưa? Đây, tiếp là trên là cái phần da trên ha. Còn rất là mới luôn. Đây, để Khang quay mặt sau cho anh em xem nha. Đây, em này đét rất là cao nha mọi người. Con này là size 42 vành kim, em này là đầy đủ phụ kiện hết, không thiếu bất cứ một món gì luôn. Đây, trái nè, mặt phải nè. Em này thì cực kỳ dễ phối đồ luôn anh em ơi. Còn tem mát đầy đủ hết. LNT là năm 2022 nha, tháng 5. Đó, em này siêu lướt luôn. Anh em mua em này thì chúng ta tiết kiệm đâu đó khoảng được vài chục triệu anh em. Con này nhà Khang đang bán là 1,4 triệu ạ. À, giá cực kỳ tốt cho anh em mới chơi dòng Hublot ha. Đó, chúng ta có thể đeo lướt trước. Đây, thì anh em nào quan tâm tới cái dòng Hublot Classic Fusion thì có thể liên hệ vào số hotline bên Khang ha, 0374 012 012, hoặc là số hotline 0942092. Đó, nhà Khang thì hiện tại đang có sẵn một em line new, đó, size 42 đen vành kim cương. Đây mọi người, rất là xuất sắc luôn. Đó, hoặc là mọi người có thể liên hệ Zalo bên em sẽ tư vấn cho mọi người, và bên em có giao hàng tận nơi luôn ha. Này, Hublot.